Quý bà này em chọn là quý bà không thích hợp làm mẹ chồng tương lai của em. Sau sự việc một cô gái xuất hiện trong chương trình Quý Cô Hoàn Hảo với phát ngôn gây sốc là không bao giờ sống chung với mẹ chồng còn chưa lắng xuống, thì mới đây chương trình lại gây xôn xao khi xuất hiện tình huống cãi tay đôi giữa cô gái trẻ và mẹ chồng tương lai ngay trên sóng truyền hình. Con sẽ dắt con trai cô về nhà con để mà ở rể, để chăm sóc cho ba mẹ con. Con trai của cô sẽ không ở bên cạnh cô có chấp nhận không? Nếu cô không chấp nhận, con sẽ không làm con dâu của cô. Thí sinh Thiên Kỳ, sinh viên năm thứ hai của một trường nghệ thuật, tham gia trong chương trình Quý Cô Hoàn Hảo tập 25. Cô bị khán giả chỉ trích nặng nề trong phần vượt qua thử thách gặp gỡ ba quý bà có khả năng làm mẹ chồng tương lai. Thiên Kỳ đã đưa ra những nhận xét rất thẳng thắn và quyết liệt về quý bà khiến cô không ấn tượng là: em thấy cô là người rất cứng nhắc, khó tính, không dễ dàng với con dâu. Bởi vì ấn tượng đầu tiên của em khi nhìn thấy cô, em cảm thấy cô là một người rất khó tính, cứng nhắc, không dễ dàng với con dâu. Thậm chí cô nàng còn gây sốc với lời nhận xét. Với đôi mắt hình viên đạn chỉ thẳng vào em, cô nhất định sẽ là người rất khắt khe, xét nét từng ly từng tí với con dâu. Không thích hợp ở đôi mắt, cặp chân mày. Oh my god. Tổng thể khuôn mặt. Với hai quý bà còn lại, Thiên Kỳ cũng đưa ra những lời nhận xét khiến người xem cảm thấy khó chịu, như lạnh lùng nên chắc sẽ không có nhiều tình cảm. Nãy giờ không có nhìn em nên chắc chắn là một người phụ nữ rất kiêu kỳ. Ở quý bà đầu tiên em cảm thấy phong cách của bà rất là lạnh lùng, chắc là không một người không có nhiều tình cảm. Quý bà thứ hai, em cảm thấy cô nãy giờ không có nhìn em, chắc chắn là một người phụ nữ kiêu kỳ. Trong phần tiếp theo, khán giả còn sốc hơn với yêu cầu. Cô có chấp nhận một người suốt ngày dành thời gian cho công việc và đưa con trai cô về ở rể để chăm sóc cho ba mẹ con hay không? Khi mẹ chồng phân trần vì chỉ có một người con trai duy nhất nên bà muốn con dâu phải sống chung với bà, thì cuộc trò chuyện thực sự đã trở thành một cuộc khẩu chiến. Cô gái đanh đá đáp trả mẹ chồng tương lai, một mực không đồng ý làm dâu và bắt con trai phải lựa chọn. Nếu anh ấy yêu thương con, anh ấy phải đi theo con làm vợ anh ấy chứ không phải làm vợ cô. Nếu như vậy, quyền cho con trai con quyết định, con sẽ không thể làm con dâu của cô được. Nếu anh thương con, anh phải đi theo con làm vợ anh cũng đâu có làm vợ cô, anh phải đi theo con chứ. Xuất hiện trên sân khấu, dù người yêu đã khéo léo đưa ra đề nghị mua một căn nhà lớn và mời bố mẹ hai bên về sống chung, thế nhưng cô nàng Thiên Kỳ vẫn nhất định không chấp nhận và chỉ muốn hai vợ chồng sống và chăm sóc cho bố mẹ cô. Em không đồng ý, em chỉ muốn là anh sống với ba mẹ em và em thôi. Trước những phản ứng thái quá của Thiên Kỳ, giám khảo, nhà thiết kế Tú Trung đã lên tiếng cho rằng cô đang diễn quá đà trên sóng truyền hình để gây chú ý và cách giải quyết của cô sẽ khiến nhiều người nhận định cô là người thiếu giáo dục. Họ sẽ nói không tốt về em, họ sẽ nhìn thấy được là đây là một cô gái không được giáo dục. Nhiều cư dân mạng tỏ ra rất bất bình và khó chịu với cô gái này. Hiện tại, màn đối đáp của Thiên Kỳ vẫn nhận phải nhiều gạch đá từ cộng đồng mạng. Phần lớn các ý kiến đã cho rằng cô nàng cố tình gây scandal để được nổi tiếng. Em muốn em khác biệt, nhưng cái sự khác biệt của em đẩy đi quá xa. Em trở thành dị luôn rồi, em hiểu không?